Có con gì đây? Ui, con gì đây Trang ơi? Ui. Ôi trời ơi, bạch ơi là bạch hiếm. Là sao đây? Cậu kéo vó lên thế nào mà tập cả vào mặt tớ rồi này. Ui, em cam đi ra không làm cái vó nó chùm cả vào em cam luôn bây giờ. Ôi, các bạn ơi, bạch hiếm bạch kéo cá, kéo vó thế nào mà. Bây giờ bắn đầy bùn vào kính để vào người tớ rồi này. Bạn mèo nhà tớ đang ăn xúc xích đây này các cậu ơi. Thế nhưng mà chị hết xúc xích cho mèo rồi. Mèo này nhà tớ đây, có em bé ở trong bụng đấy. Đây này. Đấy, các bạn thấy bụng bạn ấy to không? Thế nhưng mà lúc này mình hết mất thức ăn rồi. Mèo ơi, cậu có thích ăn cá không? Miu miu. À, cậu có thích ăn cá? Thế thì để tớ rủ em Cam đi đào giun câu cá cho cậu ăn nhá. Cam ơi, ra đây chị bảo đi câu cá không? Mèo ơi, cậu ở đây chơi nhá, để chúng tớ đi câu cá cho cậu ăn nhá. Đấy, nhìn bụng bạn ấy to chưa đây này. Chưa đào được con nào à? Đưa đây chị đào cho, đào kiểu đấy làm sao mà tìm được giun. Đây này, chỗ này mới nhiều giun đây này, chị đào lên cho mà xem. À, đây Cam ơi. À, đưa cho em Cam à? Đây, một con giun đây. Phải con giun đây không? Thế đấy là cái gì thế nhỉ? Nào, để mình xem là giun đâu nhá, để mình đào giun mình đi câu cá về cho các bạn mèo nhà mình ăn. À, đây rồi. À, đây là một con giun con nhá các bạn ơi, nhìn thấy chưa? Cái con giun này nó có cắn không hả chị Trang ơi? Con giun nó không cắn, em chìa tay ra đây. Cái âu đâu? Đấy, Cam nhặt để vào âu đi. Rồi, một con để chị tìm tiếp nha. Đây em Cam ơi, em Cam nhìn thấy đầu nó chưa? Đấy, chị sẽ đào con này lên nhá. Đấy. Chà ơi, con này to khổng lồ luôn em Cam ơi. Ui, nó còn đang đánh dẫn thế này. Nhanh. Hả? Lấy hộp đây. Này em bắt con này nó có cắn không? Con này không cắn đâu, em bắt đi. Nó cắn. Nó không cắn đâu, em bắt đi. Em bắt cho vào hộp đi, nhanh lên. Xong rồi chúng mình còn đi câu cá nữa. Không muộn giờ rồi. Nó không cắn đâu. Rồi đây này, chị bắt cho, đưa cái hộp đây. Con giun này nó không cắn đâu nha. Con giun này sẽ làm tơi xốp đất đấy. Nhưng mà mình sẽ nhờ bạn giun này để câu mấy bạn cá nha. Đấy, đặt giun ở đây. Các bạn ơi, bây giờ chúng mình đào giun xong rồi, tớ sẽ buộc giun vào cái cần câu này nhá, để đi ra câu xem có được con cá nào không nhá. Em Cam ơi, mang một giun lại đây cho chị nào. Đấy. Em cầm bẩn. À, em cầm bẩn à, thế để chị cầm nhá. Rồi, tên. Được rồi đây này. Trông hay chưa, bây giờ tôi sẽ đi câu cá nha. Đi thôi em Cam. Đây, em ơi, ra em ngồi đây. Đây, ở đây chắc chắn sẽ có rất nhiều cá nha, một cua nha các bạn ơi, ngồi đây. Đây, Cam này, nhìn chị biểu diễn câu cho em Cam nhá. À, em Cam đòi câu trước á. Không, chưa xong thì chị hướng dẫn đã. Đây, chị hướng dẫn nhá, cách câu như nào nhá. Đây, đầu tiên là chúng mình sẽ phải quăng thật xa cái mồi câu này ra nhá. 1, 2, 3. Đấy là vừa lẽ lỗi thôi. Đấy là vừa lẽ lỗi kỹ thuật thôi. Đây này, bây giờ chị mới biểu diễn thật đây này. Ngồi đấy, nhìn chị đây này. 1, 2, 3. Các bạn ơi, quăng thế nào? Chưa được xuống ao mà con giun đã bay mất rồi. Bay đâu mất rồi nhỉ? Ôi giời ơi, đào giun cá buổi sáng mới được một con giun to thế nào mà quăng chưa xuống được thì lại con giun đã bay mất rồi các bạn ơi. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phương án 2. Phương án 2 là phương án gì em Cam? Ăn bánh. À đúng rồi, cho cá ăn bánh này thì em Cam bóc bánh ra cho bạn cá ăn nào. Đây em Cam cầm này. Đấy, bẻ vụn nó ra nhá. Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm bạc, cháo hoa nhà người. Bống bống bang bang. A few moments later. Quá lạ nhỉ. Tao chỉ gọi mãi mà không thấy con cá nào nó lên ăn nhỉ. Em Cam ơi, hay là cá nhà mình nó không thích ăn bánh nhỉ? Ủa? Nhìn như hai chị em nhà bạn Trang sao lại ngồi đấy nhỉ? À, hình như đang câu cá hay sao ấy. Cá ơi, lên ăn đi nào, bánh ngon lắm đây này mà sao các cậu lại chê? Ui,
Nhìn cái mặt này là chắc là chưa câu được con nào rồi. Thế thì mình phải ra mình trêu mới được. Yeah. Mình trêu nhá. Không phải cá đâu, tớ trêu hai chị em cậu đây. Hai chị em cậu làm cái gì mà lại ngồi đây thế này? Trêu cái gì mà trêu? Hai chị em nhà tớ đang câu cá cho bạn mèo ăn đấy. Câu từ sáng tới giờ chưa được con cá nào đây này. Này, tớ bảo, ao nhà tớ mới tát cạn đấy. Cậu có thích đi về bắt cá không? Ui, ao nhà cậu có nhiều cá không? Nhiều lắm, chỗ nào cũng có cá luôn cơ. Ui, đi đi đi. Em Cam ơi, đi bắt cá ở ao nhà anh Nhím đi. Đấy, nhìn thấy cái này, ao nhà tớ có nhiều cá không? Tớ đã nhìn thấy cái con nào đâu. Chưa nhìn thấy con nào mà dính nước mà. Cái vó đây này, tớ sẽ là tớ kéo lên cho hai chị em cậu chiêm ngưỡng xem là bao nhiêu cá nhá. Ừ, cậu kéo đi xem nào. Cá ơi, vào vó đi. Đây. Wow, được mấy con cá rồi này em Cam ơi. Rồi, Cam mang xô ra đây nào. Đây, đưa đây, đưa đây. Ui, nặng quá, không bê được à. Được mấy con đây? Đây. Ba con. Wow. À. Em Cam siêu thế nhỉ, chắc là ba con này. Ui, một con đây rồi. Wow. Đây là cá gì, các bạn nào biết không? Em Cam biết con cá này là con cá gì không? Trời ơi. Con gì? Con cá. Wow, nó dãy đẹp chưa? Ui, con này nó dãy mạnh quá. Đấy, cậu nhìn thấy ao nhà tớ nhiều cá chưa? Này. Ừ, cái này thì mèo nhà tớ thích lắm đấy. Cái này nó nhọn lắm em Cam ơi, nên là em đừng cầm ở đây, không là nó đánh mọi người đấy nha. Đây, em chỉ vuốt ve nó thế này thôi. Đấy, rồi, xong thả nó. Ui. Đây, còn một con này nữa. Yeah. Ba con rồi. Các bạn cá này khỏe chưa? Đây, xong tớ sẽ đặt tiếp nha. Đấy, em Cam đứng gọn ra đây, không được bẩn đây. Đứng gọn ra, ui, đừng sờ đấy, đây này, đầy bùn này, em Cam nhìn chưa? Sờ đây là sẽ bị bẩn váy đấy. Đây nào. Nhấc lên này. Yeah. Đây nha, tớ đặt tiếp xuống nha. Xong tí nữa lại kéo lên tiếp này. Đấy, để đây một lúc qua, xong tí nữa cá nó lại vào đầy. Mình chỉ việc kéo lên là được đầy cá luôn. A few moments later. Ui, lại có con cá nữa à. Con cá này chắc chắn sẽ to lắm đây. Rồi, để tớ nhấc lên nha. 1, 2, 3, lên. Wow. Con gì đây? Ui, con gì đây Trăng ơi? Ui. Ôi trời ơi, bạn ơi là bạn Nhím. Là sao đây? Kéo vó lên thế nào mà đập cả vào mặt tớ đây này. Ui, em Cam đi ra không làm cái vó luôn, nó chùm cả vào em Cam luôn bây giờ. Ôi các bạn ơi, bạn Nhím bạn kéo cá, kéo vó thế nào mà bây giờ bắn đầy bùn vào kính lại cả vào người tớ rồi thế này. Chân đấy này. Eo ơi, bẩn quá đi thôi. Ui, tớ bắt đèn bạn Nhím đấy, bẩn hết quần áo của tớ rồi. Ui giời ơi, cậu ở trên đấy thì cậu phải tránh ra chứ, tớ kéo cái này nặng ơi là nặng, tớ vung lên là sao mà tớ để ý được. Lần sau ấy, cậu với em Cam đứng gọn gọn vào nhá. Khi nào anh kéo lên xong ấy thì là hãng chạy ra nhặt cá nhá. Cam ơi. Con này nó con gì đây ý? Con gì nó có màu hồng đây ý nhỉ? Từ từ để tớ gỡ cái này xuống đã nào. Ui. Wow. Con gì con đây? Con này nhìn như là con rùa ấy. Ui em Cam ơi, con này nó cắn đấy, đừng có. Ui ôi. Ôi chạy, nó chạy. Đây là con rùa. Ui, con rùa. Được một con rùa rồi. Ui chạy đi đâu thế? Ui, nhưng mà người bạn ấy bị làm sao ấy? Người bạn ấy đang bị nập. Bị con cá nó cắn. À đúng rồi. Ui, cái mồm này. Wow. Em Cam. Em Cam mà thò tay vào đây á là nó cắn cho đấy. Đây là con ba ba đấy chứ không phải con rùa đâu đây này nhá. Nhìn này. Ui giời. Ấy chưa. À. Ui, nó thụt đầu rồi này. Đá đấy cậu ơi. Đấy chưa em Cam. Tay vào không cẩn thận là bạn ấy cắn đấy. Đấy. Nó màu xanh như thế này. À con này nó màu như thế đấy. Ui, hay chưa này cậu ơi. Nhưng mà con này con mèo nhà cậu nó có ăn được không? Không, mèo tớ chỉ ăn cá thôi. Ồ, thế em Cam có ăn được con này không? Không. Không ăn được à? Thế thì thể thả đi nhá. Anh thả nó đi nhá. Phải nấu thì mới ăn được. À, phải nấu. Ý là em Cam vẫn ăn được nhưng mà phải nấu lên. Chứ còn để sống thế này là em Cam không ăn được. Nhưng mà con này nó còn bé quá cậu ạ. Ừ. Nè thôi nhả ra đi nè. Ui ui, nó cắn chắc chưa cậu ơi. Ui. Đấy ui ui. Các bạn ấy cũng hồng nhá. Ấy, bạn ấy đang tìm đường xuống dưới nước đấy cậu ơi. Nhìn trông thương thế. Ui ui, cái cổ dài chưa này. Cổ này, cắn tớ đấy. Đây. Rồi ba ba ơi, không có cái gì ăn được đâu. Cậu đi đi nhá, để tớ thả đi nhá. Đang móng tay này. Ấy ơi, bạn ấy đói đấy cậu ơi. Thôi để tớ thả cái cậu đấy đi nha, chứ mèo nhà cậu cũng chả ăn được rồi đâu. Ừ. Vì ba ba này có cái mai cứng lắm, mèo đúng không rồi. Ăn được đâu. Đây, ra đây tớ thả xuống nào. Cái này tớ không tin tưởng cái trình độ kéo võ của cậu đâu. Này, tớ tự xuống tớ kéo. Đấy, cậu đi mà kéo xem có được con nào không. Em Cam ơi, em đoán là chị Trang có kéo được con nào không. Đấy, em Cam còn bảo là không kéo được con nào mà cậu kéo đi sao nào. Đây này, các bạn nhìn tới này. 1, 2, 3. Ui,
Ui, ui, ui. Được con gì? Ui, em Cam ơi. Mang xô ra đây, Cam. Cầm xô ra đây nhanh lên. Ui, con này là con gì này? Con này là một con chó đấy các cậu ơi, một đúng con, không? Đúng rồi, một con chó. Không phải, đây đâu không phải con chó nên là con ngựa đấy. Ngựa? Ui, ui, ui. Đây mà là con ngựa, em có phải con ngựa không các bạn ơi? Em ơi, em Cam bị hoa mắt ở đây này, em Cam ra, em Cam nhìn xem con này là con chó hay con ngựa nào? Đâu? Đây là con chó. Con chó hay con ngựa nào? Con này nó bị ướt rồi. Ừ, nhưng mà nó là con chó, em Ca lại bảo nó là con ngựa. Còn đây là con gì, có bạn nào biết không? Đây á, đây là một con khủng long đấy. Thế con khủng long nó đang bơi ở dưới này, thế là nó cũng bị mắc kẹt vào cái lưới của cậu. À, còn đây, đây là con gì đây? Tên. Con này là con gì nhỉ? Con này là một con bướm đấy. Ô, con bướm thì sao nó lại cũng bị mắc vào cái lưới này? À, chắc lúc đấy tớ nhấc cái vó này lên cao quá cho nên là vướng vào người bạn bướm này đấy, nhưng bạn mới bị vào trong cái vó này của tớ đấy. Ui, lần này kéo được toàn con lạ thôi, chả kéo được cá mà bắt được toàn con lạ thôi. Ừ, con tăng cá ra. Cứ để đấy, bây giờ anh bắt cái này này. Anh mặc cái quần này vào xong rồi anh xuống tận nơi bắt cho mà xem. Ở dưới đây còn nhiều cá lắm. Bây giờ xuống tận nơi bắt tha hồ mà bắt luôn. Thế cậu có thích đi cùng không? Tớ có. Đấy, thôi chắc chưa? Rồi, chắc rồi. Nhanh lên, kéo nhanh lên cho tớ ra xuống ao xem nào, tớ xem có nhiều cá không. Đây là cái ao của nhà bạn Nhím đấy. Hôm nay chúng tớ sẽ ra đây chúng tớ bắt cá nhá. Ui, hình như bên trong này có con gì đấy Trang ơi. Có con gì á? Ờ. Cậu thử lấy ra xem nào. À, tớ nhìn thấy cái vây nó rồi kia kìa. Hình như đây là một con cá, cá chép à. Ui. Được không? Đây rồi, đây rồi. Wow, đây là bạn Nhím siêu quá. Bắt được một con cá siêu to thế này. Con này to chưa? Mình sẽ cho bạn đi lên thuyền, lát nữa mình sẽ thả bạn vào trong bể nhá. Đấy, bây giờ tớ sẽ đi, tớ bắt con khác đây. Đây rồi. Lại bắt được một con nữa rồi. Ui, con đấy này nó phải to hơn cái con này nhiều cậu ơi. Wow. Đến ra đây tớ xem nào. Nhìn này. Tớ bắt được con này rồi này. Wow, con cá này to thế. To chưa? Bây giờ mình sẽ thả con này vào thuyền nhá. Nào, hai con rồi này. Wow, được hai bạn cá to nhá. Thôi Nhím ơi, mèo tớ chắc chỉ ăn cái con cá này thôi, cậu đừng bắt nữa. Nhìn này, con cá này to thế này, có mèo tớ phải ăn một tháng mới hết đấy. Ừ, thế thôi, thế còn con này. Con này á, để về cho con chó mít người đó. Ừ, thế nữa, thế thì bọn mình lên đi. Đây này, chúng tớ bắt được hai con cá to chưa các bạn ơi. Đấy, bây giờ thôi, chúng mình đi về thôi.